mình xuống ạ. Ta mở lòng ra để bước lên trên này mời Chúa vào lòng. Là nó đang nhớ lại 13 năm trước, cũng trong một buổi truyền giảng, mà đang cũng giảng dĩ những bước chân đầu tiên lên để mở lòng mình ăn năn trước mặt Chúa và tin nhận Chúa. Và 13 năm bước đi theo Chúa, quả thật là Ngài đã làm những điều thật phước hạnh và lớn lao cho đời sống của Hoàng Nam. Và Tô Kinh Thánh mà đã gây dựng Hoàng Nam trong đời sống mình, như Hoàng Nam đã chia sẻ với tối hôm qua là Tô Kinh Thánh Ma Thơ đoạn 6 câu 33. Nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ ban thêm cho con mọi điều khác nữa. Và ước ám tất cả quý vị của các bạn, và đặc biệt là những quý vị thân hữu vừa mở lòng tiếp nhận Chúa giờ phút này, hãy trước hết tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, và mọi điều trong đời sống quý vị hãy giao cho Ngài để Chúa ban phước và chăm sóc cuộc sống quý vị nhé. Một đứa một trăm lẽ thật lớn cho Đức Chúa Trời chúng ta. Hallelujah. Trong bài hát này, Hoàng Nam được ơn Chúa để sáng tác bài hát này và một ca khúc cũng chính về đời sống của Hoàng Nam. Được Chúa đụng chạm, được Chúa kêu gọi. Cảm tạ Chúa xin kỷ cùng hoa lòng với Hoàng Nam với nâng bước con theo Ngài. Tình Chúa bao la hơn đàn sư thắm sâu, lòng
lời Chúa vang lên. Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ ban cho con mọi điều khác nữa. Lời Chúa.